Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, trang 31 đến trang 35, bài 1, tự đánh giá của bộ sách Cánh Diều. Tự đánh giá. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Em bé thông minh. Ngày xưa, có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia. Chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày, còn đạp đất. Quan bèn dừng ngựa lại hỏi: "Này, lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường?" Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng 7-8 tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan rằng: "Thế xin hỏi ông câu này đã. Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường." Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Quan thầm nghĩ nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công. Quan bèn hỏi tên họ làng xã, quê quán của hai cha con rồi phi ngựa một mạch về tâu vua. Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng để biết chắc hơn, vua cho thử lại. Vua sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực. Ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con. Hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Khi dân làng nhận được lệnh vua thì ai nấy đều tưng hửng và lo lắng, không hiểu thế nào là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn vẫn không có cách gì giải quyết cả. Từ trên xuống dưới mọi người đều coi đây là một tai họa. Việc đến tay em bé con nhà thợ cày, em liền bảo cha. Chả mấy khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng giết thịt 2 con trâu và đồ 2 thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn 1 con trâu và 1 thúng gạo, ta sẽ xin làng làm lộ phí tổn, làm phí tổn cho cha con ta trảy kinh lo liệu việc đó. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Con đừng có làm dại mà bay mất đầu con ạ. Nhưng đứa con quả quyết. Cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi việc. Người cha vội ra đình trình bày câu chuyện với dân làng. Mọi người nghe nói vẫn còn ngờ vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan mới dám ngã trầu đánh chén. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường vào kinh. Đến hoàng cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhà lúc mấy tên lính canh vô ý lẻn vào sân rồng khóc lên. Vua sai lính điều em bé vào phán hỏi: "Thằng bé kia, ngươi có việc gì sao lại đến đây mà khóc?" Tâu đức vua, em bé vờ vĩnh đáp: "Mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc. Giả mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ." Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua lại phán: "Ngươi muốn có em bé, ngươi có muốn em thì phải kiếm vợ khác cho cha ngươi, chứ cha ngươi lại sống được, làm sao mà đẻ được." Em bé bỗng tươi tỉnh: "Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực cho đẻ thành 9 con để nộp đức vua? Sống được thì làm sao mà đẻ được ạ?" Vua cười bảo: "Ta thử đấy thôi mà, thế làng các ngươi không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à?" Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của đức vua cho nên đã làm cổ ăn mừng với nhau rồi,
Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc, nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cổ thức ăn. Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim mây rồi đưa cho sứ giả bảo: "Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua, xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim." Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lập tức vua cho gọi cả hai cha con vào, ban thưởng rất hậu. Theo Nguyễn Đổng Chi, in trong sách Ngữ văn 6 tập 1, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2017. Như vậy thì các em vừa theo dõi câu chuyện cậu bé thông minh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 9. Tức là chúng ta sẽ ghi vào vở cái chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi ở đây. Thì ở những chữ cái như là A, B, C, D thì đây chúng ta sẽ chọn cái nào, phương án nào, chữ nào cho cái phương án trả lời đúng thì chúng ta sẽ ghi vào. Một, nhân vật nổi bật trong truyện cổ tích Em bé thông minh là ai? A, Viên Quang. B, Em bé. C, Vua. D, Cha Em bé. Như vậy thì các em thấy nhân vật nổi bật trong truyện cổ tích Em bé thông minh đó là Em bé. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ ghi vào vở đó là chữ cái B. Đây là cái phương án trả lời đúng cho câu 1. Như vậy chúng ta sẽ ghi vào vở là chọn đáp án B. Rồi tiếp theo câu 2. Sự thông minh của em bé được thể hiện qua việc gì? A. Xin con trâu và thúng gạo làm lộ phí vào kinh. B. Lẻn được vào sân rồng và khóc lên. C. Cùng cha khăn gói tìm đường vào kinh. D. Hóa giải được câu đố oán oăm của quan vua. Như vậy sự thông minh của em bé được thể hiện qua việc đó là hóa giải được các câu đố oán oăm của quan vua. Như vậy câu số 2 thì các em sẽ chọn là D. Các em sẽ ghi vào vở là chọn đáp án D. Rồi tiếp theo câu 3. Truyện Em bé thông minh kể về cuộc đời của kiểu nhân vật nào? A. Nhân vật bất hạnh. B. Nhân vật có tài năng. C. Nhân vật ngốc nghếch. D. Nhân vật thông minh. Như vậy thì theo các em, truyện Em bé thông minh kể về cuộc đời của kiểu nhân vật đó là nhân vật thông minh. Như vậy câu 3 chọn đáp án D. Rồi tiếp theo câu 4. Cách trả lời của em bé trong truyện có điểm nào đáng chú ý? A. Hỏi lại người thách đố bằng một tình huống khó tương tự. B. Hỏi lại người hỏi bằng câu hỏi cần nhiều thời gian mới có đáp án. C. Trả lời vòng vo, không tập trung vào câu hỏi của người hỏi. D. Trả lời thẳng vào các câu thách thức kèm theo sự hài hước trẻ thơ. Như vậy, cách trả lời của em bé trong truyện có điểm đáng chú ý đó là hỏi lại người thách đố bằng một cái tình huống khó tương tự. Như vậy thì câu 4 các em sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo câu 5. Việc tạo ra những tình huống thách đố khác nhau đã giúp cho câu chuyện như thế nào? A. Có màu sắc hoang đường kỳ ảo. B. Có sắc thái hài hước hồn nhiên. C. Trở nên hấp dẫn không nhàm chán.
Dê trở nên căng thẳng dữ dội hơn. Thì các em thấy ở những cái tình huống thách đố ở trong truyện, cái việc tạo ra những cái tình huống thách đố khác nhau ở trong truyện đã giúp cho câu chuyện có cái sắc thái hài hước và hồn nhiên. Như vậy câu 5 các em sẽ chọn là B. Tiếp theo câu 6. Chi tiết cuối văn bản. Vua nghe nói từ đó mới phục hẳn. Lập tức vua cho gọi cả hai cha con vào, ban thưởng rất hậu cho thấy điều gì? A. Vua rất đồng cảm với hai cha con em bé. B. Vua đã chấp nhận thua em bé thông minh. C. Vua rất quý trọng người thông minh. Và D. Vua rất thương yêu những người dân nghèo. Như vậy cái chi tiết ở cuối văn bản thì cho chúng ta thấy là nhà vua rất là quý trọng người thông minh. Như vậy thì câu 6 các em sẽ chọn là đáp án C. Tiếp theo số 7, qua nội dung câu chuyện tác giả dân gian muốn đề cao điều gì nhất? A. Sự sáng suốt thận trọng của nhà vua. B. Sự lém lỉnh hồn nhiên của em bé. C. Sự hấp dẫn về nội dung của các câu đố. C. Sự thông minh trí khôn của con người. Thì qua cái câu chuyện này, qua cái nội dung của câu chuyện này thì tác giả dân gian muốn đề cao cái sự thông minh trí khôn của con người. Như vậy câu 7 các em sẽ chọn là đáp án D. Tiếp theo câu 8. Truyện em bé thông minh khác với truyện thạch sanh ở điểm nào? A. Không có các chi tiết đời thường. B. Không có các chi tiết thần kỳ. C. Kết thúc có hậu. D. Có nhân vật vua. Thì các em thấy truyện em bé thông minh khác với truyện thạch sanh ở điểm đó là không có các chi tiết thần kỳ. Như vậy thì các em sẽ chọn là đáp án B. Truyện em bé thông minh khác với truyện thạch sanh là truyện em bé thông minh không có các chi tiết thần kỳ. Tiếp theo số 9. Điểm giống nhau giữa truyện em bé thông minh và truyện thạch sanh là gì? A. Có nhân vật anh hùng. B. Có nhân vật gian ác. C. Thể hiện cái ước mơ của nhân dân về những người có tài năng. D. Thể hiện ước mơ của nhân dân về cuộc sống hạnh phúc. Thì các em thấy ở cái truyện em bé thông minh và truyện thạch sanh thì nó có cái điểm giống nhau, đó là thể hiện cái ước mơ của nhân dân về những người có tài năng. Như vậy câu số 9 các em sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo câu 10. Từ câu chuyện em bé thông minh có hai ý kiến khác nhau được nêu ra. A. Ý kiến 1. Người thông minh không cần thử thách. Ý kiến 2. Thử thách là cơ hội để rèn luyện trí thông minh. Em đồng tình với ý kiến nào, vì sao? Thì ở đây các em sẽ đồng ý với cái ý kiến 2. Bởi vì lý do thiên tài chỉ có 1% là thông minh, còn lại 99% là sự nỗ lực rèn luyện. Chỉ có thực sự cố gắng, có cơ hội gặp nhiều khó khăn thách thức, con người ta mới có thể tích lũy được kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn, sáng tạo không ngừng để mà bản thân mình có thể vươn lên trong mọi cái nghịch cảnh. Tiếp theo, hướng dẫn tự học. 1. Tìm đọc.
cổ tích bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm trên Internet để thu thập thêm những cái tư liệu về truyện truyền thuyết hoặc cổ tích, mượn sách từ thư viện của trường hoặc của người thân, bạn bè, v.v. mua ở các hiệu sách hoặc tìm các tủ sách gia đình. 2. Lưu ý trong và sau khi đọc. Ghi lại những cảm xúc, đều tâm đắc, thích thú, băn khoăn, điều chưa hiểu của em trong lúc đọc. Tóm tắt truyện truyền thuyết cổ tích sau khi em đã đọc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi ngôn ngữ văn 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.